chưa kẹo chưa kẹo mày mòn mày ưu lọc nè để lọc mày nghĩ không giải trí được chơi mà thậm chí biết mày đá tay luôn cái thì đi câu bằng mọi thuốc nghe qua qua thuốc này nhảy lắm để xuống là giật thôi như thức ăn mà nhưng mà nó có cái mùi nó trộn mùi cứ như mùi thuốc mùi kinh lắm để xuống là nó nhử mùi con cá là đây 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 ăn lại bố mẹ cứng tay chân one ass nghe không một tay mới được khá là phải nhỏ đâu cả bàn tay mà đừng thả chụp này ra đây mình khe với anh em cái bùn ốc nó lâu ngày cả năm rồi mình cái bùn bự lắm nó lưu lâu cũng lẳng vô cũng có cái nó đẻ ra ngoài để xuống nhà chung mà lễ lọc mà cũng không đi chơi một câu giải trí thôi đây 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 chín một cây lắm con này nhỏ con này cũng được chung mà đây là cái bộ mẹ được thì nghe chúng ta trên một tầm thường này mà kho tổ hoặc là nấu canh chua ha có phê còn nữa nè để xuống tầm phút hai phút là đây là một cây luôn dù mẹ không một cây tiến sĩ nha con cá này cũng tùy mình nước tốt thì nó mang thêm màu một cái hàm nhưng cái mồi thuốc này là câu nhảy mồi này đặt trên mạng ha nó như cục thức ăn không ạ mà không biết nó mồi nhét cái gì mà nó có mấy chất kích thích vậy quen cá lại hãy xuống ở đó thôi chứ câu mấy mồi khác thì cũng khó ăn đó lắm hầm rộng cá thì nhiều mẹ mình có chung toàn của bạn không à chứ không có cá của nhỏ đâu tại vì mồi cũng bự thì cá nhỏ đâu ăn được mình tiễn toàn cá lớn không thế nào cậu được cứng tài chứ rồi rồi phải luôn con này nặng tay à
Đấy. Một cá cậu gì nó mới ham chứ. Đấy không? Vụ này cũng đông đàng hoàng nha, không phải vụ nuôi đâu. Ông đàng hoàng như là lè thấy nhìn xuống. Vô nữa nè, vô nữa nè. Đó, kéo vào. Bốn ngón ba ngón trở lên á, mới mang bao tay vô, không mang bao tay người dám bắt á, nẹt cá này nẹt kinh lắm, cầm giáp bằng tay mà nẹt phát là máu me đã đưa rồi. Sao nướng cũng được, nướng cũng phê lắm à. Cái này nướng thì cái mình gạo nhỏ ha, chấm mắm me làm thêm xì gù nữa kiếm mấy bạn hiền mà thôi chứ. Đại gai như chưa đây là vô 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 ào con này to à. Đây đây giờ sọc bên chỉ đây có phê một cá gì mới câu chứ bỏ đá làm tiếp nó sạch nó lưỡi này cũng bén ngon ngon lành ngon lành. Chụp hình bóp cho bút tiếp một bé này kiếm bằng hiện mới được bóp về cá này chắc tầm cũng 6-7 con những tí à ngon lành. Đã tài một cái gì đó nó ham chứ. Ui có trứng luôn nè, con này lâu trứng luôn nè. Ồ, kìa trứng luôn. Mấy cái gồ nẹt kinh lắm. Gồ này gồ mè không à, hơi nhưng mà không có bao tay là nó nẹt là gác hết máu me không. Một thuốc này thì dễ móc, nhưng móc rồi nhẹ tay thôi, móc một mạnh quá nó mới gã hết. Nhưng mà nó cũng cám đồ trộn thức ăn thì nó có cái mùi như bùn thuốc vậy đó. Để xuống nhảy thì câu này là ngọn chỗ thôi, không cần phải đi nhiều, nó chỗ một cái vực thôi, tại vì nó có mùi nó sẽ dụ con cá lại, dụ cá bu lên. Con này nặng à, con này nặng à, cứng tay luôn. Trong nãy giờ con này là mập nhất đó. Con này nè, con này mập nhất, lẹ luôn, quá đã. Chicago đồng nha, đồng đàng hoàng mê luôn. Con này mập bự nhất, con này tầm khoảng 200 mấy gram, này 5 con ký, còn hơn ký. Chiều nay ngồi bén con gì bằng đó, cậu gì mà nãy giờ không nhát, nãy giờ ngon chỗ không đó, ngon chỗ quay tới quay lui luôn giật nãy giờ rồi nhưng mà không nhát cá luôn. Mồi này mồi bén, mồi kích thích
Cứ thích nó cái cá nào mà ăn. Nhé. Đâu rồi đâu rồi. Đâu rồi đâu rồi đâu rồi. Tá bom, bem-quero. Nè hai một. Một cá cùng đi chứ. Giờ hiếm lắm mà, cá rô mà rau cá mà dẫn vô mà được hiếm lắm, nó dễ đâu. Tự nhiên bị còn đó. Tự nhiên còn cái vô mấy rừng tràm thôi. Rừng tràm khó câu nó bảo tồn chứ. Đây là này. Giật đã. Ô cá cái này giật đã tài. Phê giật cứng người chân. Đó, chiều nay là sai mồi. Còn chỗ nãy giờ giật quá chứ giật. Tới sâu. Chúng mày tới sâu hả? Chiều nay ăn lễ lớn luôn. Lễ 2 tháng 9 với cái cụ độc. Cụ mẹ. Phải ạ kỳ không? Đó. Con này cái bụng bự. Đẻ hết, con này đẻ hết. Ao cả năm mà. Mua ốc mà đẻ cả năm rồi. Cá lên gồ tự nhiên cũng lên. Môi trường tốt. Đẻ nhiều. Này đẻ tự đẻ lên tự nhiên thôi. Chứ như ao thì nào cũng vậy, nuôi lâu năm nó sẽ xuất hiện cá. Có cá lóc nữa. Lóc cá gô. Nhưng mà ốc thì nó lớn hết rồi. Nên nó cũng không có ăn được. Còn đi ốc con là nó lẫm hết. Con mấy cái gô này ham lắm ạ. Gô cốc làm hết. Này rồi. Giờ làm hơn ký rồi. Giờ làm tầm 2 ký rồi. Người nhận tạm thời không liên lạc. 2 ký là ngon. Ồ, con lũ. Con này nút lũ như sau. Lũ câu cây đi làm lên. À, đến đó. Nó. Câu đại. Buôn mạng hơn. Chúng mua Shopee hoặc là Tiki. Thức ăn này cũng bán đầy. Thức ăn này không phải là đi câu cá rô không, câu cá trắng rồi luôn. Câu đủ thứ cá. Nhưng ở đây cá rô nó nhiều. Rô nhiều nên để dính trọng cá rô không. Rồi 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 rồi. Úc mày. Số nữa. Số mày tặng lễ 2 tháng 9 rồi. Rồi. Cái nguồn gì không à? Nó thường à. Dễ gì này mà kiếm ngoài là chợ cũng có đâu. Trong ao thôi. Đi chợ làm gì có. Chợ cũng phải bán cá mà gô bự như thế này. Nếu mà cái đầu vuông mà nuôi cũng được. Ai ngoài đây. Mày nhỏ, mày nhỏ. Nhỏ kéo dưới được chứ. Mày đực. Nhôm nhất. Sọc.
không thịt, nhưng cái thịt mới giữ. Bây giờ mình nhát, mày u đá dục đá cứ tài dục mày. Giờ cũng hơn 2 ký rồi đó. Để họ góp như cái gầu xong luôn. Hơn 2 ký này đủ mồi rồi. Ok rồi. Thấy không? Chúng mày không nghe. Đấy, dạ. Đèn chua. Mông chua. Đây, về tủ. Quả đã. Thôi, đây cũng... giờ câu cũng mấy tiếng. Chúng mấy 2 tiếng rồi. Đi đây được rồi. Đi đây là chiều rồi, đủ ngồi ăn lễ rồi. Tôi cũng kết thúc video ở đây nha. Cảm ơn bà con nha. Đây là chiều sai mồi rồi. Ok. Dẫn ra câu lễ, ra câu chơi nha. Nhưng mà mình dưới thiệt. Việc mình cứng tay hết mình. Chứ mày không. Đó là. Chào bà con nha.